Trước hết, mình sẽ tìm hiểu khái niệm về văn miêu tả. Vậy, thế nào được gọi là miêu tả? Các con theo dõi trên màn hình nhé. Miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của cảnh, của người, của vật để giúp cho người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng ấy. Ví dụ này, đoạn văn sau miêu tả những sự vật nào? Nghe cô đọc đoạn văn nhé. Một làn gió rì rào chạy qua, những chiếc lá dập dình lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng cháy. Tôi rẽ lá, nhẹ nhàng men theo một con lạch nước để đến bên cạnh cây sòi. Nước róc rách chảy, lúc trườn lên mấy tảng đá trắng, lúc luồn dưới mấy gốc cây ẩm mục. Đây là đoạn trích của tác giả Trần Hoài Dương. Ở đoạn văn này, tác giả đã miêu tả những gì? Để tái hiện được những hình ảnh miêu tả ấy, các con hãy theo dõi bảng sau. Trên bảng, cô sẽ chia ra phần các sự vật được miêu tả, hình dáng của những sự vật đó. Tác giả đã miêu tả sự vật đó bằng màu sắc gì? Sự vật đó có những chuyển động gì trong không gian? Và âm thanh ta nghe được từ những sự vật đó? Tất cả ta quan sát được bằng giác quan nào? Nào, chúng mình sẽ bắt đầu với sự vật thứ nhất được nói trong đoạn văn, đó chính là cây sòi, tên một loại cây. Ở đây, tác giả đã lựa chọn để miêu tả hình dáng của cây bằng từ cao lớn. Như vậy ta hình dung được kích thước của cây.